Chipu nhận tin vui khi MV Hoa Dưới Mặt Trời lọt top thịnh hành trên YouTube. Chipu nhận được tin vui khi MV mới của cô, Hoa Dưới Mặt Trời, lọt top thịnh hành trên YouTube. Được phát hành vào ngày 30 tháng 11, MV này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các fan Trung Quốc. Hoa Dưới Mặt Trời là một sản phẩm âm nhạc mang phong cách ballad với giai điệu nhẹ nhàng và lời ca tình cảm. Trong MV, Chipu thể hiện khả năng diễn xuất và cảm xúc tuyệt vời khi đóng cảnh cô đơn và buồn bã trong một căn phòng trống trải. Cùng với đó là những cảnh quay tuyệt đẹp về cảnh vật thiên nhiên, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Sau khi được phát hành, MV Hoa Dưới Mặt Trời nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý từ phía khán giả. Trong vòng 24 giờ, MV này đã lọt top thịnh hành trên YouTube trong danh mục âm nhạc, đánh dấu một thành công trong sự nghiệp âm nhạc của Chipu. Qua câu hát đẹp như ánh ban mai chạm vào giọt sương, chút nắng cuối chiều còn vương, áng mây trong lành vui chơi giữa đời. Em là hoa, hoa, hoa dưới mặt trời, Chipu muốn gửi thông điệp, hãy luôn tin chính mình, rằng ngày tháng khó khăn sẽ sớm qua mau. Năm 2017, Chipu lấn sân làm ca sĩ, phát hành nhiều MV nhưng giọng hát gây tranh cãi. Hồi tháng 10 năm 2022, cô đăng video xin lỗi khán giả vì một số MV gây ồn ào về nội dung, đồng thời thông báo hủy kế hoạch ra album đầu tay. Sau đoạt cúp đạp gió mùa 4 cùng 10 chị đẹp khác hồi tháng 7, Chipu chạy sâu tích cực tại thị trường Trung Quốc. Hôm 29 tháng 10, cô biểu diễn ở ASEAN Youth Music Festival 2023 AIMF, Đại nhạc hội thanh niên châu Á trước 30.000 khán giả. Cô còn được mời tham gia nhiều chương trình nổi tiếng như A Delicious Guest, Hello Saturday. Hiện cô góp mặt trong danh sách đề cử danh hiệu nghệ sĩ nổi bật của năm tại đêm hội tầm nhìn Weibo cùng nhiều ngôi sao hoa ngữ.